Cơ quan công an, nhân em khai nhận, thường xuyên môi giới mại dâm, tìm khách cho gái mại dâm tại địa bàn quận thông qua mạng quy chat. Nếu có khách và thỏa thuận giá thành công, nhân em sẽ đưa gái mại dâm từ quận 7 sang quận nhất phục vụ. Giá bán dâm của các chân dài trong đường dây là 60 đô la Mỹ một giờ và 120 đô la Mỹ một đêm. Mỗi lần đi khách, nhân em hưởng từ 70%, 30% còn lại chia cho gái mại dâm. Hiện vụ án đang được công an quận nhất tiếp tục mở rộng điều tra. Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên huyện, thu giữ 6 xe máy và nhiều tăng vật liên quan đến vụ án. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt 21 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. Thủ đoạn của các đối tượng là thường dùng xe máy chở nhau đi dọc quốc lộ 1A nhòm ngó, khi phát hiện chủ xe sơ hở liền dùng vam phá khóa lấy xe máy rồi tẩu thoát.